Khỏi cần phải lo súp hơi phức tạp và tốn kém, em đang qua xin giới thiệu cho các bác và anh em một siêu phẩm về loa súp điện 340 F1800 Pro đời mới, tiếng bass cực mạnh mà không thua kém gì súp hơi, và thiết kế là màu gỗ rất đẹp và nhưng mà giá thì rất rẻ. Phiên bản mới này được thiết kế độc đáo, cũng có 3 lỗ súp hơi được đưa về phía trước. Thiết kế này thì giúp tăng cường cái giải trầm sâu mạnh mẽ và rất là uy lực. Tất cả sự uy lực này được đẩy về phía trước và hướng đến không gian người nghe rất tuyệt vời. Thì cái thiết kế này giúp cho cái loa trầm này có thể đặt được ngay sát tường mà không ảnh hưởng đến chất âm cả. Phía sau của loa trầm được thiết kế khá đơn giản để các bác và anh em có thể là chúng ta có thể tự đấu nối, căn chỉnh theo ý mình. Đây có hai đường vào dạng bung sen, đấu xuống âm ly cục đẩy để đẩy vang. Và đây là đường ra ca lông thì chúng ta đấu vào vang và đấu với những thiết bị chuyên dụng như mixer. Đây, các bậc nguồn. Và đây thì có tăng giảm âm lượng của trầm tùy theo độ mạnh nhẹ. Đấy. Và bên này thì chỉnh theo cái âm sắc của loa trầm. Thì chúng ta thích tiếng mềm hay là những bát chắc gọn, chúng ta chỉnh ở đây rất dễ sử dụng. Và bên trong này thì có thiết kế quạt gió để có thể làm mát và giải nhiệt khi mà chúng ta đánh ở công suất lớn và đánh trong thời gian dài. Và cái quạt này chạy rất là êm, không gây ồn ào, không gây khó chịu cho chúng ta cả. Và công suất của loa siêu trầm được thiết kế từ 700 tới maximum là 1800W, đủ để tạo ra một cái áp lực âm thanh rất mạnh và khiến cho rung nhà rung cửa luôn các bác. Cái cửa kính này rung bần bật luôn và phải nói là rất phê, cảm giác được tức ngực và rất là kích thích khi chúng ta nghe DJ remix. Và đây là một vài cái thông số kỹ thuật để chúng ta cùng tham khảo: cao 61, rộng 48, sâu 57 và nặng 41 kg. Và loa súp F1800 được thiết kế với những cái dòng loa kiểu như bass 30 hoặc là bass 40 cũng được, không gian từ 20 cho 80 mét vuông. Đây là một sản phẩm chính hãng thương hiệu WeWork của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Sản phẩm được bảo hành 1 năm và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc.